đi đến rừng sâu để cắm trại và sinh tồn, sau đó săn bắt hái lượm để kiếm sống, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác. Đây có lẽ là cuộc sống trong mơ của nhiều người thành thị, nhưng luôn có những người không tự tin và cảm thấy mình chưa có đủ kỹ năng sống. Nếu sinh sống ở ngoài hoang dã thì sẽ đói chết. Hôm nay chúng ta xem bộ phim về một cậu bé 13 tuổi. Cậu bé này đã sống ở trong rừng một năm trời. Cậu bé sống rất tốt, không sụt cân nào luôn. Nào chúng ta hãy bắt đầu nhé. Ricky có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cậu bé bị mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện từ nhỏ. Cậu bé cũng không biết cha mình là ai. Có thể nói trong quá trình trưởng thành của mình, cậu bé không biết đến mùi của tình yêu thương. Tất nhiên, Ricky đã trở thành một đứa trẻ có vấn đề trong mắt nhiều người lớn. Trộm cắp, khạc nhổ, đi chơi đêm. Thỉnh thoảng cậu bé còn phá hủy tài sản công cộng. Cậu bé 13 tuổi này đã phạm hết những tội mà trẻ vị thành niên hay làm. Có thể nói đến con chó cũng không thích cậu bé. Điều quan trọng là Ricky cũng không được dễ thương. Các bạn nhỏ khác dễ thương và hay làm nũng. Điều này sẽ khiến người lớn thích bọn chúng ngay lập tức. Nhưng hãy nhìn vào khuôn mặt to và cân nặng gần 100 kg của Ricky đi. Mặt của cậu bé toàn thịt. Hôm nay cô nhi viện đã đưa Ricky đến một nông trại ở dưới chân núi. Khi dì Bella nhìn thấy cậu bé thì rất vui mừng. Nhưng lúc này Ricky cứ im lặng mãi. Khi viện trưởng đang nói chuyện với dì, Ricky liền lạnh lùng chạy đi ngắm nghía căn nhà có phần sập sệ của Bella. Sau đó cậu bé liền chui lại vào trong xe. Cái nơi tồi tàn này cún cũng không ở. Sau khi Bella nghe những lời nói của viện trưởng, dì đã không để tâm đến quá khứ của cậu bé. Vì Bella tin cậu bé là một thiên sứ lương thiện. Dù cậu bé có trộm đồ, đốt nhà, ăn nói láo cá, nhưng cậu bé vẫn là một đứa trẻ ngoan. Sau khi nghe xong thì viện trưởng rất cảm động. Thông thường họ cố gắng hết sức để tống Ricky cho các gia đình khác. Ai ngờ hôm nay lại gặp một người ngu ngốc nhầm lương thiện như thế. Hiệu trưởng liền liếc mắt một cái Ricky cũng biết điều rồi xuống xe ngay. Sau khi cậu bé xuống xe thì hiệu trưởng đã phóng xe chuồn mất. Lúc này chồng của Bella cũng đã về. Thân là người chủ của gia đình, chú Hách không thích sự xuất hiện của cậu bé này tí nào. Khi Ricky mới đến, chú còn nhìn cậu bé một cái. Sau đó chú đã bỏ đi làm công việc của mình. Một tối nọ nhân lúc màn đêm buông xuống, Ricky đã trốn ra ngoài như thường lệ. Đây không phải là gia đình đầu tiên muốn nuôi cậu bé. Ricky không thể để họ đạt được mong muốn. Nhưng điều mà Ricky không ngờ là, sáng hôm sau cậu bé đã ở ngoài cánh rừng. Dì Bella còn ngồi bên cạnh cậu bé. Trên mặt dì vẫn nở nụ cười hiền dịu và nhiệt tình. Cậu bé chỉ có thể trở về với dì của mình trong tuyệt vọng. Khi về đến phòng của mình, dì còn chuẩn bị nước nóng cho cậu bé. Toàn bộ căn phòng cũng rất ấm cúng và ngăn nắp. Ricky ôm túi nước nóng vào ngực, nhưng túi nước nóng không còn nóng nữa. Nhưng một tình cảm ấm áp đã tràn vào lòng cậu bé. Cuộc sống ở nông thôn cũng khá thú vị. Ricky đi xem dì Bella làm đủ thứ công việc đồng áng. Giờ dì đang ngồi lột da thỏ. Bella liền dạy Ricky một cách kiên nhẫn. Dì rất tôn trọng Ricky. Thậm chí dì còn nói dù Ricky có trốn đi hay không, thì dì đều tôn trọng quyết định của cậu bé. Tuy nhiên tối nay Ricky mới được bỏ trốn. Vì vào buổi sáng hôm nay cậu bé nên cảm nhận sự thú vị của cuộc sống ở nông thôn. Thái độ ân cần của dì đã khiến Ricky có hảo cảm, cho nên họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dì liền dạy Ricky cách sử dụng súng, sau đó dạy cậu bé đi săn như thế nào. Lần đầu tiên Ricky nhìn thấy súng săn thì đã không đi nổi nữa. Hai người họ hào hứng vào trong rừng. Nhưng khi Ricky nhìn thấy dì cầm dao sau đó giết một con heo rừng, trái tim có phần kích động của cậu bé lại sợ và rén ngang. Máu của heo rừng đã phun vào người của dì Bella. Vài ngày sau, dì Bella đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho cậu bé. Ricky cũng đã 13 tuổi rồi. Cậu bé còn có một món quà sinh nhật đặc biệt, đó là một chú chó. Cậu bé rất vui. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu bé. Họ còn lắng nghe cậu bé muốn gì. Tâm lý nổi loạn cũng dần bị sự ấm áp này dập tắt. Nhưng ai mà ngờ, những ngày tươi đẹp vừa mới bắt đầu đã đột ngột kết thúc. Dì Bella đã qua đời khi đang làm công việc đồng áng. Sau đó cô nhi viện cũng đã đánh giá chú Hách không đủ năng lực để nuôi Ricky, cho nên họ đã phải đưa Ricky về cô nhi viện. Nhưng cậu bé đã không vui. Cậu bé có phải là trái bóng đâu mà cứ bị đá đi đá lại. Cậu bé cứ cầu xin chú Hách cho mình ở lại. Nhưng chú Hách sao lại muốn đem theo của nợ này chứ? Tao còn không biết nấu ăn, mày đi theo tao chết đói đấy. Bây giờ Ricky chỉ có thể về cô nhi viện. Nhưng Ricky vẫn nghĩ ra cách để giải quyết khó khăn. Đêm đó cậu bé ôm túi nước nóng mà dì Bella để lại cho mình. Sau đó còn dắt cho vào vác súng săn. Cậu bé đốt lửa giả bộ mình đã tự sát rồi trốn đi. Ai ngờ cậu bé đã không khống chế được ngọn lửa. Nhà kho đã bị đốt cháy. Chú Hách chắc không để ý đâu. Dù thế nào đi nữa, lần này cậu bé quyết thành người rừng luôn. Ricky sẽ sống trong rừng, tự cung tự cấp, cướp giàu giúp nghèo. Dù không trở thành Bear Grylls, ít nhất cậu bé cũng là một Robin Hood. Nhưng hiện thật vẫn tàn khốc như vậy. Kinh nghiệm sinh tồn mà cậu bé học từ các bộ phim đều vô ích. May mà nhờ vào sự may mắn của tân thủ, cậu bé miễn cưỡng lắm mới qua được một ngày. Trước trưa hôm sau, cậu bé đã đói đến gặp ảo giác. Hóa ra đây là cảm giác đói. Hay là mình về nhà? Thân hình mi nhon của cậu bé không chịu nổi đâu. Khi cậu bé đang nghĩ cách làm sao để giải thích mà không bị nhục, thì chú Hách đã tìm đến chỗ cậu bé. Nếu nói về việc sống trong rừng, chú Hách mạnh hơn Ricky nhiều lần.
nhưng Ricky lại cực kỳ cứng miệng. Thật ra thì con chỉ đi dạo chơi trong rừng thôi. Sau khi về thì miệng của cậu bé lại nhải lên hồi. Sau đó còn cười nhạo chú Hách là người mù chữ không xem được bản đồ. Điều này khiến chú Hách tức giận muốn đấm cho con báo nhi đồng này mấy phát. Ai ngờ chú Hách đã bước hụt vào khe đá. Chú Hách đã té một cái rất đau. Ricky liền định chạy đến giúp đỡ. Ai ngờ giúp hơi quá tay, xem tí nữa là bẻ gãy chân chú Hách luôn. Giờ hai người họ muốn đi cũng không đi được. Họ chỉ có thể ở lại trong khu rừng này. Chú Hách dựng trại đơn giản bằng những vật dụng trên người. Sau đó chú định tìm người giúp đỡ. Lúc này Ricky lại rất phấn khích. Đây là cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà cậu bé hằng mong ước. Sau đó cậu bé lại bắt đầu nhảy múa một cách quái lạ. Sau đó Ricky còn nhận nhiệm vụ đi săn. Nhưng kết quả thì ai cũng đoán được rồi đó. Với thân mình mỹ miều của Ricky, thì đừng nói đến gần con mồi. Cậu bé chỉ cần đi một bước cũng đã chấn động đồi núi rồi. Sau khi vật lộn nửa ngày, Ricky không bắt được con mồi nào cả. Vì chú biết không trông chờ gì được vào Ricky. Sau đó chú đã cài nhắc rồi lết người đi câu cá. Hai người ăn no bụng rồi tiếp tục lên đường. Họ đến một cabin trong rừng. Ai ngờ họ lại phát hiện lệnh truy nã của hai người. Cái gì thế này? Sao họ biến thành tội phạm truy nã rồi? Hóa ra cách đó không lâu, các giáo viên của trại trẻ mồ côi đến đón Ricky về. Nhưng họ chỉ tìm thấy những đống đổ nát do trận hỏa hoạn gây ra. Sau đó viện trưởng bắt đầu phân tích hiện trường vụ án. Sau một hồi suy đoán cẩn thận, bà ta đã có một kết luận. Sau khi mất vợ, chú Hách đã bị điên rồi bắt Ricky đi. Thế là họ liền liên lạc với cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã gián lệnh truy nã hai chú cháu. Điều này khiến hai người giờ khóc giờ cười. Sau đó một nhóm thợ săn đã đến đây. Tội phạm truy nã tự mình xa lưới hay sao? Chú Hách nhanh chóng giải thích tình hình cho họ. Ai ngờ Ricky càng bịa chuyện càng loạn thêm. Chú ấy muốn bắt con về, nhưng chú đã bị trật chân. Con phải tự đi săn bắn rồi đưa chú đi ra ngoài. Khi thợ săn nghe xong thì họ càng tin chú Hách là một tội phạm truy nã. Sau đó họ còn đánh nhau với chú Hách. May mà Ricky đã rút súng rồi bắn chỉ thiên để uy hiếp họ. Sau khi hai người trốn thoát thành công, mọi chuyện dường như càng rắc rối. Nhưng theo lý mà nói, khi nghe lời của một đứa trẻ, những người thợ săn đó không nên kích động như vậy. Điều khiến Ricky không ngờ là, thật ra là vì khi chú Hách còn trẻ, chú cũng là một thanh niên quậy phá, sau đó phải vào tù vì tội ngộ sát. Cho nên những người xung quanh đều không tin tưởng chú Hách. Điều này khiến trái tim của chú ngày càng nguội lạnh dần. Bây giờ chú cũng không thể giải thích rõ ràng nữa. Chú Hách quyết định sống ẩn giật trong núi. Sau đó chú kêu Ricky hãy về một mình đi, vì cậu bé vẫn còn nhỏ không thể làm người rừng ở đây được. Nhưng cậu bé không muốn đi, vì bên ngoài cậu bé cũng không còn nơi nào để đi. Cậu bé cứ bị người ta đá đi như trái banh vậy. Ricky như một thứ đồ bị bỏ đi. Thật ra chú Hách cũng một trẻ mồ côi. Hai người họ cũng thấy thương xót và sống nương tựa vào nhau. Cuối cùng một già một trẻ đã nhất trí với nhau. Họ quyết định chạy vào trong rừng sâu. Nhưng họ không biết. Nhưng thợ săn đã thông báo cho cảnh sát. Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng. Tin tức của vụ bắt cóc cũng được đăng khắp các báo. Cảnh sát đã cử một đội truy lùng họ ở chân núi. Họ còn phái cả trực thăng tuần tra trong rừng cả ngày. Nhưng Ricky cũng không biết gì về chuyện này. Cậu bé và chú Hách đã có một cuộc sống nhàn hạ. Dưới sự giúp đỡ của chú Hách, Ricky đã học được cách đi săn. Cả khu rừng đều là nơi vui chơi của họ. Cuộc thám hiểm vẫn tiếp tục. Trong căn nhà của một kiểm lâm, hai chú cháu đã phát hiện một kiểm lâm đang bị bệnh nằm hấp hối. Anh ta không còn sống được bao lâu nữa. Chú Hách vì muốn cứu người nên đã kêu Ricky xuống núi để tìm người giúp đỡ. Còn chú Hách thì ở lại chăm sóc bệnh nhân. Ricky cứ đi trên đường núi mãi. Lúc này cậu bé gặp một cô gái đang cưỡi ngựa. Cô gái này rất lương thiện. Khi nghe Ricky nói xong, cô ấy liền đưa cậu bé về nhà. Sau đó họ dùng điện thoại gọi cho nhân viên y tế. Kahu còn ca hát cho Ricky nghe. Trong tiếng hát ngọt ngào của Kahu, Ricky đã chìm vào giấc ngủ. Khi Ricky tỉnh dậy thì đã đến ngày thứ hai. Ricky liền cùng Kahu đi vào rừng tìm chú Hách. Ai ngờ căn nhà nhỏ đã bị cảnh sát bao vây. Chú Hách cũng đã mất tích. Thế là Ricky liền trốn đi ngay. Ai ngờ cậu bé đã bị viện trưởng cô nhi viện tóm được. Họ biết tính tình của Ricky như thế nào. Họ cũng biết chú Hách vô tội. Nếu như Ricky chịu tự thú, thì những tổn thất của chú Hách sẽ do cô nhi viện chịu trách nhiệm. Nhưng Ricky nếu đổ hết mọi trách nhiệm lên người chú Hách, thì bọn họ mới có thể bình an vô sự. Ricky cũng không bị nhốt vào trại cải tạo thanh thiếu niên. Sau đó hai người còn uy hiếp Ricky. Nhưng họ không ngờ, Ricky đã không còn là cậu nhóc phá làng phá xóm nữa. Có thể cậu bé có một chút vấn đề, nhưng cậu bé không bán đứng người nhà của mình. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, người nhà mới là thứ đáng quý nhất. Giờ chú Hách là người thân duy nhất của Ricky. Vì vậy, cậu bé chạy trốn vào rừng mà không nhìn lại. Sau đó cậu bé đã gặp được chú Hách. Cả hai tiếp tục đi sâu vào rừng. Nhưng tình cờ họ gặp một con lợn rừng bên sông. Ricky còn bắn mấy phát nhưng không trúng. Thay vào đó, cậu bé còn khiến con heo rừng phát điên. Điều này khiến chú chó của cậu bé gặp nguy hiểm. Vì muốn cứu con chó, chú Hách lại trượt chân rồi té ngã bên sông. Lợn rừng liền hung hãn lao về phía chú Hách. Lần này thì toi thật rồi. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cậu bé thở sâu, giơ súng rồi bóp cò. Ricky bình tĩnh như một tay thợ săn lão làng.
Đây là kỹ năng săn bắn mà dì Bella đã dạy cậu bé. Cậu bé đã cứu được chú Hách. Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân đi đông tới. Khi tuyết bao phủ cả khu rừng, cả hai đã trốn ở đây được 5 tháng rồi. Và câu chuyện của họ được cả nước biết đến. Thái độ của mọi người đối với việc này cũng rất lạ. Họ dường như rất sùng bái hai chú cháu. Rất nhiều người đều mong mình có thể sống một cuộc đời tự do như hai chú cháu. Mọi mong ước của họ đã gửi gắm lên người hai chú cháu. Hai người họ là dã nhân thứ thiệt. Con người trong xã hội văn minh cũng không có tốt đẹp gì. Cuộc sống tự do thường là điều người ta khao khát nhưng không thể với tới. Hiện cảnh sát vẫn đang kiên trì truy tìm hai người họ. Hai người họ cũng đã quen với sự truy lùng của cảnh sát. Kỹ năng chống theo dõi ngày càng thành thạo. Vào một ngày nọ, họ đã tìm thấy một căn nhà nhỏ trong rừng. Chủ nhân của ngôi nhà tự gọi mình là Sam Điên. Vì thấy mình không hợp với thế giới bên ngoài nên ông ta sống ẩn dật ở nơi đây. Anh ta đã sống ở vùng núi trong 10 năm. Khi nghe chuyện của hai chú cháu, Sam cũng ủng hộ họ chạy trốn. Khi cảnh sát tìm đến nhà của ông ta, thì Sam đã bố trí cho hai chú cháu xe để chạy trốn. Nhưng Sam lại không tìm thấy chìa khóa xe. May mà mấy cái trộm xe Ricky rất rành. Chỉ trong một lúc cậu bé đã khiến xe nổ máy. Cuộc phiêu lưu trong rừng biến thành cuộc rượt đuổi bằng ô tô ly kỳ. Đối mặt với một cuộc bao vây của cảnh sát, Ricky bắt đầu cuộc chạy trốn cuối cùng của mình. Cậu bé đã chạy đua với cảnh sát trong vùng hoang dã. Quân đội thậm chí còn phái máy bay trực thăng và xe tăng. Sau một hồi đua xe không khác gì phim quá nhanh quá nguy hiểm, thì hai chú cháu đã bị chặn ở một đống phế liệu. Khi đối diện với kết cục có thể lường trước này, chú Hách cũng không còn phản kháng nữa. Vì chú cũng đã già nên không thể chịu nổi nữa. Nhưng Ricky không chịu đầu hàng. Cậu bé không thể chấp nhận sự phản bội của chú Hách. Ricky nóng giận rồi bắn nhầm vào mông của chú Hách. Lần này không muốn kết thúc cũng phải kết thúc rồi. Chú Hách bị bắt vào tù, Ricky cũng bị đưa đi. May mà cậu bé không bị đưa vào trại cải tạo. Ricky đã được gửi tạm ở nhà của Kahu. Khi được hai cha con của họ mời mọc, cậu bé cũng đã gia nhập gia đình của họ. Sau khi giải thích rõ ràng với cảnh sát, chú Hách cũng được thả ra khỏi tù. Hai người họ lại gặp nhau ở trước cửa nhà. Hai đồng đội cùng nhau đi phiêu lưu giờ gặp lại nhưng không nói nên lời. Chú Hách vốn là người ít nói, Ricky lại là người nói nhiều. Nhưng lần này họ không biết mở lời như thế nào. Ai ngờ chú Hách lại mở lời trước. Những ngày mạo hiểm với Ricky chính là những tháng ngày vui nhất trong đời của chú Hách. Hai người họ cười ngại ngùng. Kết cục của câu chuyện này cũng rất ấm áp. Ricky còn ôm chú Hách thật chặt. Chỉ cần nơi nào có chú nơi đó chính là nhà. Không cần nhiều lời. Chỉ cần một lời nói là được rồi. Không phải Ricky thích cuộc sống của xã hội đen, mà xã hội đen đã chọn cậu bé. Nếu như cậu bé không bị bỏ rơi khi mới sinh ra, nếu như cô nhi viện tốt hơn một chút, nếu như người dì tốt bụng Bella không mất sớm, có lẽ Ricky cũng không tham gia vào xã hội đen. Nếu vậy sẽ không có cuộc phiêu lưu chấn động cả nước rồi. Cho nên đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Vui vẻ, tự do, phóng khoáng, lười biếng, nghiêm túc hưởng thụ cuộc sống này cũng rất tốt. Thật ra nhiều lúc chúng ta bị cuộc sống này ép buộc không còn có thể chọn cách sống mà mình muốn. Ai cũng có những nỗi khổ mà người ngoài không biết được.